ơi, cho mày mới làm xong đẹp quá ha. Cái này á, cho em xin chút feedback nha. Tại vì đẹp cỡ vậy á, mà không xin feedback là uổng lắm luôn á. Cảm ơn em. Chị Trân thấy làm sao? Sau khi làm cho mày thì mình có cảm nhận như thế nào ạ? Chị thấy chân mày á rất là đẹp luôn á. Chị bất ngờ luôn, không nghĩ là đẹp tới mức vậy. Khác hẳn cái chân mày nhạt nhòa lúc trước của chị luôn á. Ơn quá chị ha. Em thấy là làm cái chân mày xong là gương mặt của chị thay đổi hoàn toàn luôn á. Mà tự nhiên nữa chị ha. Đúng rồi, chứ hồi trước họ mất thời gian lấy em môi, sáng nào cũng phải tô chút chút, rất là bất tiện luôn. Dạ đúng rồi. Trong quá trình làm chân mày á thì chị thấy như thế nào? Bên em phục vụ chị có tốt không ạ? Các bạn nhân viên dễ thương lắm nha. Trời ơi, tư vấn rất là nhiệt tình. Đến khi nào mà chị chốt rồi thì mới bắt đầu làm cho chị. Dạ. Trong quá trình làm thì còn hỏi han rất nhiệt tình nữa, dễ thương. Còn ở đây, ở không gian của tụi em thì chị có cảm nhận như thế nào ạ? Trời, bước vào không gian rất là sang trọng, bánh choáng ngợp luôn. Rất là vật chất, rất là ok. Em cảm ơn chị Trân rất nhiều vì đã quan tâm, tin tưởng và đến và sử dụng dịch vụ bên em. Chúc chị lúc nào cũng luôn rạng rỡ và xinh đẹp chị ha. Cảm ơn em. Linh Anh, thẩm mỹ quốc tế.